ra mà điềm đạm thùy mị vậy? Dạ tại vì tụi em muốn đổi phong cách sang trọng, dễ thương. Thấy đội kia ra mà ồn ào quá, náo nhiệt quá. Mà cái vấn đề quan trọng á, không có ai mà ra tự giới thiệu với mọi người. Tôi quý phái, tôi lịch sự cho người ta thấy bận đúng rồi, người ta em lịch sự rồi, đúng quý không? Phái là thấy rồi, nhìn cái áo nhung là thấy quý phái rồi em. Ủa em nó nghe là mới giới thiệu mình đóng phim Hoa Cúc trong Bão cái gì đó, mình phải nhẹ nhàng xíu em ơi. Không, em là Bão rồi, đương nhiên em phải như vậy là đúng rồi anh. Về qua táp liền cho anh đây. Chào nát mặt à. Anh muốn hai đứa em có thiệt vậy đi nghe không? Nhưng mà em muốn hỏi là chương trình là chương trình giải trí hay là chương trình về trí tuệ với anh? Trí tuệ, giải trí, cái gì cũng có hết trơn trọi á. Vậy là rất là thích hợp với là hai phong cách của tụi em. Tại vì Mia là liên đội trưởng của trường cấp 3 Vĩnh Long, còn em làm lớp phó học tập của trường cấp 2 Đồng Nai. À vậy à, anh cũng có chức có quyền trong lớp vậy? Chức gì anh? Lớp phó lao động. Lớp phó lao động là suốt ngày đi quét lớp lụm rác không đó. Hèn gì giờ em thấy anh lao động miệt mài luôn đó vậy. Em khổ lắm luôn đó nha. Chương trình nào cũng có anh dẫn. Thì bởi vậy, bởi vì chương trình nào cũng có em chơi, đúng không? Tôn Sắc 100 năm từ Úc hân hạnh đồng hành cùng chương trình.